Tô mì udon ngon quá các bạn ơi. Hôm nay Ngọc Thúy xin mời các bạn cùng nấu món mì udon kiểu chính gốc người Nhật với mình nha. Mì udon người Nhật thì nước dùng rất là trong veo và ngọt nhờ tất cả các loại hải sản tươi và các loại rau củ tươi cùng các loại nấm thật là đặc biệt, đầy đủ chất dinh dưỡng đó các bạn. Các bạn thấy có ngon không? Nếu các bạn thấy ngon thì Ngọc Thúy xin mời các bạn vào bếp và hãy cùng nấu với mì nấu món mì udon chính gốc người Nhật nha. Nào chúng ta hãy vào bếp thôi. Thật là ngon luôn nè. Chào các bạn, hôm nay Thúy lại vào bếp với các bạn nữa đây. Hôm nay mình sẽ nấu một món rất là đặc biệt, đó là nấu mì udon kiểu của người Nhật. Thì mì udon kiểu của người Nhật, cái nước ngọt của nó là nhờ các loại rau củ quả và nấm và seafood nha các bạn. Họ dùng thịt rất là ít nên cái nước lèo của nó rất là thanh đó các bạn. Hôm nay thì mình đi chợ với con gái ở chợ Đại Hàng và mình sẽ đã mua được, đây là 1 pound nha các bạn, là sườn non ha, mình không có cần nhiều thịt lắm đâu vì nước ngọt là nhờ seafood và rau củ quả. Cua giả nè các bạn, và cái này là cái bánh cá, họ làm bằng từ cá đó các bạn. Có hơn 1 pound cá salmon, hơn 1 pound tôm loại lớn ha Có các bạn, gần hơn 1,5 pound. 2 loại nấm, đó là một cái là loại nấm hương và một cái là mini king's oyster. Cái nấm này nó rất là ngọt nha các bạn nha. Rồi đây còn có nấm cắm, nấm kim châm nè, broccoli, hành ngò để mình trang trí đó, và một ít cải làng ăn đây. chung nha. Mình mua cái loại mì udon này ha các bạn nha. Có 2 quả su hào, 2 cái củ cà rốt. Ở đây là mình có hơn một cái củ này, giống như là cái củ daikon đó, mà đặc biệt cải trắng ha. Rồi bây giờ Ngọc Thúy xin mời các bạn vào bếp và cúc với mình món mì udon kiểu Nhật. Vậy thì khi mình mua xương về là mình phải đi rửa xương với lại muối ha các bạn. Bây giờ Thúy bỏ một ít muối vô và rửa xương, rồi mình sẽ cắt xương nhỏ ra và mình sẽ hầm cho cái luộc sơ cho cái nước của nó không còn cái chất dơ ha. Rồi đây bây giờ xương mình đã rửa sạch và bây giờ mình sẽ bỏ vô trần sơ qua nha các bạn. Rồi và các bạn bỏ cho mình mấy tép hành ha, một teaspoon muối, và mình sẽ trần sơ qua để cho cái chất dơ của cái sườn của nó đó rửa sạch ha. Hôm nay mình đi chợ với con gái mua được sườn non này ngon quá trời luôn. Đã nấu được khoảng cỡ chừng 10 phút rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn thấy không, nó nổi mấy cái chất dơ lên nè. Bây giờ mình sẽ đi rửa sạch lại và mình cắt sườn non ra những khúc nhỏ nhỏ nha các bạn, rất là ngon luôn đó. Tại vì mình nấu cái nồi này là cái nồi udon đó, mình không cần nhiều xương sườn đâu nha các bạn. Mình chỉ thứ nhắc lại cho các bạn là cái nồi udon đó là ngọt nhờ rau củ quả và seafood. Mình chỉ cần nấu một ít sườn thôi để mình lấy thêm nước ngọt thôi, chứ các bạn không cần phải nêm nước ngọt nhờ nước ngọt xương ha các bạn nha. Nó khác với lại các hủ tiếu hoặc phở của mình lắm, nó sẽ rất là thơm. Cái này là hoàn toàn kiểu của người Nhật nha các bạn. Rồi các bạn bỏ vô trong nồi này và phiêu cho mình hơn nửa nồi nước, vì một lát nữa mình sẽ còn bỏ rau củ quả vô nữa nha. Củ quả nè, củ này mình sẽ bổ đôi ra ha, mình sẽ cắt ra rồi mình bỏ vô trong trong cái nồi nước lèo của mình nha các bạn. Này nó xấu xí nhưng mà nước nó rất là ngọt luôn á. Là một củ nè, mình chỉ cần 1 pound thôi, và thí dụ cái loại này để mai mốt mình nấu canh súp ngọt khác lắm nữa, nên mình mình xếp rất cái cần. này lại cho lần tới mình nấu canh hoặc là nấu nước súp. Rồi bây giờ Thúy sẽ gọt hết tất cả vỏ này và chỉ cho các bạn cách làm nước lèo Cho nha. đây là các bạn cắt rau củ quả mình đã cắt vỏ rồi, bây giờ mình rửa sạch rồi mình sẽ cắt nhỏ qua mình bỏ vô trong nồi nước lèo nha các bạn nha. Có củ hành tây ha các bạn nha. Cái
Cái này là củ su hào nè, củ su hào thì rất là ngọt. Mình có hai củ su hào tròn nữa nè. À, cà rốt để một lát nữa mình trang trí ha các bạn ha, mình làm bông để mình trang trí và mình ăn kèm với lại mì udon đó. Thì hôm nay mình sẽ nấu như đây thôi. Rồi đây nè, các bạn thấy ngon không nè. Rồi trong đây là cái nồi nước lèo mà mình đã bỏ xương vô rồi đó các bạn. Và bây giờ mình bỏ rau củ quả vô nha. Rồi sau khi mình đã bỏ hết rau củ quả vô rồi thì các bạn nêm cho mình. Đây là 1, 2, 3, 4 4 muỗng mùi này là bằng 1 tablespoon đó. Các bạn bỏ dùm cho mình khoảng cỡ chừng 6 muỗng teaspoon nhỏ này ha. Tức là 1 tablespoon rưỡi muối. Bỏ cho mình 2 teaspoon đường và 1 ít tiêu ha các bạn. Các bạn để lửa cho mình là medium high ha. Và mình sẽ hầm cái nồi nước này trong khoảng cỡ chừng 1 tiếng cho tới khi mà cái nồi, cái rau củ quả của mình nó mềm. Bây giờ thì các bạn phải nhớ hớt bọt thường xuyên ra nha, để cho nồi nước lèo của mình nó trong á. Rửa nấm nè nha các bạn nha. Nấm này. Rồi nấm nè các bạn cắt cho mình cái cuốn bỏ ha. Và các bạn chỉ có cắt đôi ra mình thôi, hoặc là làm ba. Nếu cái nào bự quá thì mình cắt ra làm ba ha các bạn. Lấy và các bạn rửa trước và các bạn cắt cái chỗ này bỏ cho mình nhá. Rồi đây nè, nấm kim châm nè. Rồi đây cải làng ha các bạn. Hành của mình đã cắt ra và một lát nữa mình sẽ chụm sơ qua nước sôi nha các bạn. Và broccoli thì cũng các bạn cũng cắt, nhưng mà các bạn không cần phải chụm qua nước sôi tại vì broccoli nó rất là mau chín ha. Đây nè, broccoli các bạn cắt ra mấy miếng cắt bự ra như vậy cho mình nhé. Rồi ở trong cái nồi này ha, các bạn bắt cho mình một chút xíu qua nước lên ha, đợi nó sôi. Các bạn bỏ nửa muỗng teaspoon muối và các bạn bỏ cải làng vô, các bạn chụm cho mình nha. Khi mà nước nó sôi sùng sục như vậy nè đó, các bạn bỏ cải làng vô, chỉ chụm sơ qua cho mình thôi. Rồi như vậy là các bạn tắt bếp cho mình được và vớt ra hết ha. Đây nè nha các bạn, cái này gọi là steam fish cake, tất nhiên rằng là bánh cá hấp nè nha các bạn, của Nhật nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy ra và mình cắt nha. Đây là các loại rau củ quả và seafood mình đã sơ chế xong và rửa sạch. Đây các bạn ơi, đây là cái nồi nước lèo của mình thơm ngon quá. Mà mình đã hâm, mình đã hầm xương, xương non và các rau củ quả của mình đã xong rồi đây này nha các bạn. Các bạn nhớ vớt bọt dùm ra cho mình ha. Thì cái nồi nước lèo của mình nó sẽ rất là trong luôn. Thì đây Thúy sẽ chỉ cho các bạn nêm nếm. Mình đã nêm 1 muỗng rưỡi đường rồi. Bây giờ thì các bạn bỏ cho mình thêm 1 muỗng đường nữa nha. Và các bạn bỏ thêm cho mình 2 muỗng chicken powder ha. Và các bạn bỏ giùm cho mình 2 muỗng canh soy sauce ha các bạn. Các bạn mua cái soy sauce này nha. Hoặc là và nếu mà các bạn, mình cũng hết cái soy sauce rồi thì các bạn cũng có thể bỏ vào cái Maggi sauce nha. Soy sauce Maggi á. Rồi 2 muỗng canh Maggi sauce vô nè. Nhắc lại cho các bạn nha, ở trong đây á, là các bạn bỏ, mới đầu các bạn bỏ chừng cho mình là 1 muỗng tablespoon muối và 1 muỗng rưỡi tablespoon đường. Sau khi mà các bạn ninh lên xong rồi thì các bạn bỏ lại cho mình thêm là 1 muỗng
teaspoon đường và thêm một muỗng teaspoon muối và hai muỗng canh soy sauce. Thì các bạn ơi, các bạn không có nêm cho cái nồi nước lèo này nó đậm đà vừa ăn nha. Là tại vì một lát nữa đó, mình ăn đó, mỗi một cái tô nào á thì mình sẽ múc ra và mình sẽ nêm lại với lại seafood. Cái đó là cái bí quyết để mình làm vào nước dùng của mì udon đó các bạn nhé. Cái mì udon là các bạn không có nêm ở trong cái nồi này cho nó vừa phải ăn, mà các bạn sẽ nêm từng tô nha. Rồi bây giờ đây là cái nồi nước lèo của mình đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ qua mình chụm mì udon cho nó nóng nha. Tại vì mì udon là người ta đã nấu sẵn rồi, mình chỉ chụm cho nó nóng thôi ha. Wow, các bạn thấy ngon chưa nè. Rồi đây các bạn ơi, tất cả các rau củ quả và seafood của mình đã sẵn sàng để mình nấu cho một cái tô mì udon kiểu Nhật nha các bạn. Thì mì udon của Nhật ăn rất là bổ dưỡng và không có bị các chất béo, và nước ngọt là rau củ quả và seafood là chính ha. Đây là cua mình đã cắt ra rồi. Và đây là steam fish cake nè, mình cũng đã cắt sẵn ra luôn rồi. Rồi bây giờ seafood đây nè, các bạn thấy ngon chưa? Đây là cá salmon Atlantic, cá salmon kho là nuôi, không phải nuôi trong hồ nha các bạn nha. Và những con scallop thiệt là mập bự, và những con tôm thiệt là mập bự luôn. Rồi đây là mình có cải làng mình đã chụm sẵn nha các bạn, đã sẵn sàng để mình nấu cho một cái tô mì udon. Đây là broccoli mình cũng cắt sẵn. Ngoài ra đây là củ cải trắng, cà rốt mình cũng cắt sẵn và các loại nấm. Rồi bây giờ mình sẽ làm một tô mì udon trước nha, và Ngọc Thúy sẽ mời các bạn cùng ăn với mình. Bạn của Lisa tới hết rồi nè, thành ra mình làm luôn 4 tô. Thì ở trong đây nè, các bạn bỏ cho mình nấm hương vô ha. Và cái này là mini king mushroom luôn. Đó, mình sẽ làm luôn 4 tô luôn nè. Tôm nè, 4 tô là 4 con tôm bự ha. Wow, nó hơi đầy quá nè. Và bỏ miếng 4 miếng cá salmon vô. Wow, hơi đầy quá, mình sẽ múc ra bớt ha. Rồi nếu thiếu thì một lát nữa mình sẽ bỏ nước lèo vô thêm nè. Ba nào. Rồi 4 miếng cá salmon và 4 miếng scallop vô. Các bạn thấy ngon không? Dạ, mình hồi nãy mình mới bỏ thêm nước lèo đó các bạn, nên là mình sẽ bỏ thêm là 1 teaspoon chicken powder và thêm một muỗng canh soy sauce nữa nha. Rồi các bạn có thể nêm nếm lại vừa theo khẩu vị của gia đình nha. Các bạn, mình nhắc lại cho các bạn này nha, khi mà các bạn nấu cái này á, tại vì con gái mình hôm nay hết oyster sauce rồi, thì các bạn nhớ bỏ cho mình là mỗi một tô á, thì các bạn bỏ cho mình là 1 teaspoon oyster sauce vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ nếm thử coi dừa không nè. Bây giờ mình sẽ đợi nước sôi và sẽ múc ra tô nè nha các bạn nha. Sushi và chili seaweed salad nữa. Đây là ly
trà muối trà. Hôm nay là Thúy không ăn là để cho hai người khách và Lisa ăn thưởng thức, để nhận định, chứ không thôi mình làm mà mình khen mình thì ai cũng nói là mèo khen mèo dài đuôi. Rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn nha. So just tell the truth, is it good or not? I'm okay. Not much noodles, so don't worry. Oh, I'm yeah. Gonna kill this because one. Of the Wow, the mushroom is so sweet. Mm-hmm. I finished the radish. I love the radish. Wow. So how about the taste? Is that like a Japanese noodles? Mm-hmm. The noodles are incredible. Okay, thank you. So see Japanese today that we invited the Japanese friend come over and eat the udon, mm-hmm. and she say like exactly the taste exactly a Japanese yeah. style, right? Yes, yeah, thank you. Thank you so much. So how are you, Gon? Yes, yeah, delicious, Mom. How about the Gon? Yeah, it's really light and flavorful. Okay, thank you. Các bạn thấy không, bây giờ ai cũng khen ngon hết đây nè. Rồi, bây giờ mình làm một tô cho mình nha. Rồi, bây giờ mình ăn nè. Ngon không? Wow. Cái miếng cá nè, cá hấp. Ngon quá. Wow. Cái nước lèo của nó rất là ngon, ngọt. Ừ, các rau củ quả và cái mùi seafood đó nha các bạn, với lại nấm. Ngon quá, mời các bạn ăn nha. Ngon quá. Tôm này nha các bạn. Đây là cái con cà lốt nè, bự ngon ngọt quá. Một miếng sườn non nữa nha các bạn. Trời ơi nó ngon ơi là nó ngon luôn đó các bạn ơi. Ngon quá. Nước ngọt ngon của mùi seafood, rau củ quả. Các bạn ơi, bây giờ để cho mình ăn hết cái tô udon này của mình nha. Thiệt là ngon luôn á các bạn. Mùi nước ngon ngọt của seafood và các rau củ quả. Nó khác với tất cả các loại hủ tiếu phở thanh xuân của người Việt của mình đó. Thì các bạn cứ theo y chang như cái recipe của mình cúc thì các bạn sẽ thành công thôi nha. Bây giờ video của Thúy đã dài để mình ăn hết cái tô udon này của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và Ngọc Thúy luôn luôn mong các bạn được thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới. Bye bye.